Mời quý vị tiếp tục đến với 30 phút phát sóng tiếp theo của Cà phê ngày mới sáng nay mở đầu bằng những điểm báo của chúng tôi khi những đầu báo đáng chú ý đã được những người làm chương trình lựa chọn ra để cùng với quý vị và các bạn chúng ta cập nhật các tin tức. Và nếu như chúng ta thấy ở đâu đó có một sự bình thường mới đúng nghĩa thì đó là trong tiểu mục điểm báo này. Khi lần này chúng tôi thấy là các biên tập viên chỉ chọn một bài báo duy nhất liên quan đến diễn biến Covid-19, còn lại là những phản ánh của các đồng nghiệp của chúng tôi tại các tòa soạn báo về kinh tế, xã hội và sự trở lại với nhịp sống bình thường của người dân bắt đầu cho một năm mới. phần vâng, nếu mà nhìn những đầu báo sáng nay như là báo tuổi trẻ, đại đoàn kết, báo lao động, phụ nữ Việt Nam và pháp luật Việt Nam thì những đầu báo nào thường là sẽ được anh Bảo lựa chọn? đương nhiên ạ, à, những đầu báo mà có số lượng phát hành tương đối lớn ví dụ như tuổi trẻ thì bao giờ cũng sẽ khiến tôi cảm thấy quan tâm nhất và sau đây sẽ là thông tin đầu tiên như đã đề cập đến quý vị và các bạn và cũng là bà báo duy nhất ngày hôm nay liên quan đến diễn biến của dịch Covid-19 liên quan đến một tâm lý lúc này đó là mọi người tự xét nghiệm và muốn là mình có biết là mình có bị nhiễm Omicron hay không và những ngày vừa qua thì lan truyền trên mạng một thông tin là bệnh nhân được phát hiện dương tính với biến chủng Omicron bằng kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR nhiều hội nhóm trên các trang mạng xã hội đã rao bán một cách rầm rộ những kit xét nghiệm ăn theo, thậm chí là kể cả xét nghiệm nhanh để phát hiện Omicron. Báo tuổi trẻ các bài viết cảnh báo người tiêu dùng trên trang 5 với tựa đề Rao bán tràn lan kit xét nghiệm phát hiện Omicron xin được chất độc cùng quý vị và các bạn. Theo các chuyên gia y tế, muốn xác định được một cục ca mắc thuộc biến chủng gì thì còn phải qua quy trình giải mã trình tự gen rất phức tạp. Hiện nay tại Việt Nam có các trung tâm xét nghiệm lớn thường sử dụng phương pháp giải mã trình tự gen mới phát hiện được biến chủng nào, trong đó có biến chủng Omicron. Thậm chí là khi xác định một người nhiễm COVID-19 thì tùy lượng virus, nếu lượng thấp thì rất khó để giải mã trình tự gen, lượng cao thì mới có thể làm được. Thêm vào đó hiện nay có không ít xét nghiệm thương mại nào được bán trên thị trường để có thể kiểm tra ra được biến chủng Omicron. Các chuyên gia y tế khuyến cáo việc tìm các kit xét nghiệm để xác định mình mắc biến thể nào là vô nghĩa cũng không cần thiết. Người dân khi phát hiện các trường hợp nhiễm COVID-19, kể cả là biến thể Omicron thì cách xử trí vẫn như bình thường, vẫn tiếp tục cách ly theo dõi, điều trị thông thường tập trung hoặc tại nhà tùy theo hướng dẫn của cơ quan y tế chứ không có gì khác. Vâng, khi nãy thì anh Nguyên Bảo có nhắc tới khái niệm bình thường mới. À, thường thì bạn bè tôi hay thường nói với nhau là rồi thì cuộc sống cũng sẽ quay sẽ quay lại trạng thái bình thường thôi, nhưng tôi nhất quyết là phải bình thường mới mới được, bởi vì cuộc sống của chúng ta đã có rất nhiều thứ được quay trở lại bình thường, tuy nhiên thì cách diễn biến của nó rất mới, nó không giống như những chiều hướng cũ nữa. À, những cái số báo tiếp theo sau đây, những nội dung tiếp theo sau đây chúng tôi chuyển tải tới thì sẽ diễn tả câu chuyện đó rất rõ ràng. Đầu tiên là Tôi muốn nói tới về khía cạnh bất động sản đi. Chẳng hạn vào những năm mà thời kỳ kinh tế thoái trào, chúng ta hay thấy cuộc lên ngôi của những cuộc chơi bong bóng về giá những thị trường ảo, ví dụ như là chứng khoán, ví dụ như là thị trường về bất động sản. À, Thực ra trong cái thời buổi Covid này chúng ta dễ nhận ra được những bong bóng đó hơn bởi vì là khi mà những thị trường ảo nổi lên thì chúng ta cần phải có một nguồn định danh về dòng tiền đó có thật hay không và làm sao để xác định được. Thì thực ra trong cuộc chơi bất động sản này khi mà những cái bong bóng bất động sản nổi lên, chúng ta dễ nhìn thấy là túi tiền người dân không có và những cái con số được đặt khống lên chúng ta cũng dễ dàng biết rằng đó là những con số không có thật. Và câu chuyện sau đây sẽ giúp cho quý vị hình dung rõ hơn về điều đó. Ở trên báo tuổi trẻ trang 3 có một nhan đề bài viết là sốt đất nhưng mà rau 3 năm không bán được. Một ví dụ đó là giữa tháng 3 năm 2020 ở thôn Đồng Tán, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội, bỗng nổi tiếng vì ô tô chở người rầm rập tới mua đất, báo chí thì phản ánh. Cứ tưởng là sẽ trầm lắng luôn, sau đó thì những ngày gần đây đất nền ở khu giảng dân thôn Đồng Tán lại tiếp tục được rao bán, mời chào sôi động ở trên mạng. Hỏi người dân địa phương thì họ ngao ngán vì thông tin này sai sự thật. Lãnh đạo địa phương cho hay khu đất giãn dân thôn Đồng Tán Phân Lô từ năm 2007, nhưng mà cho tới nay thì chỉ hơn 14 năm vẫn để không do người dân địa phương chưa có nhu cầu xây nhà. Bất chấp là dịch Covid-19 thì một số khu vực khác thuộc huyện như là Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, giá đất thổ cư và đất trong dự án khu vực đô thị cũng được thổi lên một cách chóng mặt. Nhiều chuyên gia phân tích bất động sản có chia sẻ rằng là sốt ảo rất đáng lo ngại, không chỉ gây bất ổn cho thị trường nhà đất mà còn là một trong những nguyên nhân cản trở tiến trình tạo lập chất lượng đời sống của người dân và các chương trình phát triển nhà ở. Kính thưa quý vị và các bạn, từ ngày 20 tháng 3 năm 2021, bốn thông tư về việc bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non công lập đã có hiệu lực. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập khiến cho nhiều giáo viên thiệt thòi. Báo Đại đoàn kết số ra sáng nay trang 12 có bài phản ánh đáng chú ý với câu hỏi Chính sách lương cho giáo viên bao giờ xứng với kỳ vọng? Xin được chất đọc với quý vị và các bạn. Bài viết cho hay, từ ngày 20 tháng 3 năm 2021, số giáo viên các cấp được tăng lương là rất hiếm do để đạt được các điều kiện tăng lương theo quy định là không dễ. Đơn cử như là với giáo viên mầm non mặc dù bổ sung thêm hạng mới nhưng chỉ được bổ nhiệm nếu thuộc diện được xét hoặc thi thăng hạng, trong khi đó cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết để triển khai trùng thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng với đó, lãnh đạo các đơn vị chưa xây dựng được đề án vị trí việc làm, lập là phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên. Vì thế, việc tăng lương sau ngày 20 tháng 3 năm 2021 đến nay vẫn phải chờ lộ trình thực hiện. Nhưng ngay cả khi việc tăng lương được thực hiện, thì nhiều chuyên gia phân tích dự báo chỉ ra xu hướng lương chưa tăng, giá đã tăng, luôn bền bỉ qua mỗi đợt tăng lương ở các cơ sở những năm qua đúng là lương chưa tăng thì giá đã tăng chúng ta thấy rõ là đồng tiền trượt giá rất là lớn đi ra chợ thôi cũng đã có thể thấy được việc số tiền lương của chúng ta thậm chí là còn bị cắt giảm theo mùa của covid cơ Thế nhưng mà tiền mặt hàng của các mặt hàng mà chúng ta mua sắm ngoài chợ thì vẫn cứ như thế. Đặc biệt là bước vào dịp Tết Nguyên Đán rất là cận kề rồi. Thời điểm mà theo thói quen truyền thống có rất nhiều những lễ hội được mở ra và chúng ta cũng phải mua sắm phần nào đó để có thể chỉnh chu cho một lễ Tết truyền thống được diễn ra bình thường tại Việt Nam. Câu chuyện Tết Nguyên Đán năm nào cũng là câu chuyện canh cánh của rất nhiều các ban ngành ở các lĩnh vực khác nhau đều quan tâm. Chẳng hạn như trên báo Lao động trang 6 có chia sẻ về vấn đề đảm bảo biện pháp phòng chống Dịch Hà Nội tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán. Bài viết này có trích dẫn ý kiến của nhiều chuyên gia văn hóa có cho rằng Hà Nội cho phép sẽ tổ chức lễ hội Tết giữa bối cảnh mà dịch bệnh căng thẳng trong điều kiện mà phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch khiến cho nhiều người cảm thấy quan ngại, đặc biệt là trước biến chủng mới biến chủng Omicron. Tuy nhiên nếu mà đặt ra những yêu cầu người tham gia lễ hội phải bắt buộc như là xét nghiệm âm tính đảm bảo 5K thì mối lo ngại trên sẽ được giảm bớt việc tham gia lễ hội đầu xuân năm mới là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân thủ đô nói riêng và con người việt nam nói chung vì thế mà không thể cấm cản những hoạt động có giá trị văn hóa lâu đời nếu quá tải thì phải dùng biện pháp ngăn chặn nếu ngăn cấm tuyệt đối hoàn toàn thì bất khả thi thưa quý vị và các bạn chỉ còn ít tuần nữa là chúng ta đến với Tết Nguyên Đán âm lịch 2022 à, và thời điểm này thì à, nguyện vọng của nhiều bà con nhân dân vẫn à, muốn là có thể được di chuyển đi lại để thăm quê thăm lại à, họ hàng hay là kiều bào của chúng ta ở nước ngoài thì muốn về nước và các chuyến bay quốc tế thì đã trở lại rồi nhưng mà giá vẫn còn cao phản ánh tâm lý này Báo Phụ Nữ Việt Nam trên trang 4 các bài viết ngại giá vé cao kiều bào cân nhắc về quê ăn Tết Bà viết cho hay hiện có khá đông bà con người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, mong muốn những chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và các nước sẽ sớm được khôi phục để được về quê. Tuy nhiên, nhiều người lo lắng là giá vé máy bay cũng như chi phí phòng chống dịch ra sao có thể sẽ là một trở ngại cho việc hồi hương. Nói về nguyên nhân, đại lý một đại diện một đại lý bán vé máy bay tại Hà Nội đánh giá giá vé chặng quốc tế được mở bán nhưng tần suất khai thác còn ít nên giá vé cao hơn những năm trước đây. Đây là những chuyến bay trong lộ trình mở cửa thương mại quốc tế sau 2 năm đóng băng do đại dịch Covid-19. Do đó những tháng tiếp theo tăng tần suất thì giá vé sẽ hạ nhiệt.